Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tính cách ngoại hình cơ thể phần 4. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tính cách ngoại hình và cơ thể. Số 1 là gâm, gâm là lợi. Gâm là lợi. Số 2 là tút, tút là răng. Tút là răng. Số 3 là lip, lip là môi. Lip là môi. Số 4 là tân, tân là lưỡi. Tân là lưỡi. Số 5 là foot, foot là cái bàn chân. Foot là bàn chân. Sáu là hành là bàn tay. Hành là cái bàn tay. Số 7 là nứt, nứt, cái nứt là đốt ngón tay. Nứt là đốt ngón tay. Đốt ngón tay. Nứt là đốt ngón tay. Số 8 là rub up the arm. Rub up the arm là khuỷu tay. Rub up the arm là cái khuỷu tay. Rub up bước đời em. Số 9 là politian spy, khiếu chân. Politian spy là khiếu chân. Polition spy là khiếu chân. Số 10 là ni là đầu gối. Như là cái đầu gối. 11 là andro là mắt cá chân. Mắt cá chân. Mắt cá chân. Andro là mắt cá chân. Gum là lợi.
Thun là răng, lip là môi, thun là cái lưỡi. Foot là bàn chân, hand là bàn tay. Nút là đốt, nút cơ là đốt ngón tay. Root up the arm là kiểu tay. Body on spine là kiểu chân. Knee là đầu gối. Ankle là một cách chân. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tính cách ngoại hình và cơ thể phần 4 tại đây ạ.